Cái đó không phải cây không. Cây này thì không phải là cây nhà hạnh, cây đầu tiên này không phải. Cái này là các cây này như thế này, cây nhà hạnh rất là nhiều, nhưng mà ở dưới nó không có lá, mà chỉ có phía trên này, từ cái cầu này trở lên là nó có lá thôi, nên là đứng đây nhìn sẽ rất là thích. Lần đầu tiên mình thấy cây nhà hạnh kiểu này. Đường. Đây là khu vực mà mình đi từ phía bên kia sang ấy, thì bản đồ của nó thì nó gồm có công viên 2 và công viên 3, thì mình đang ở vị trí này. Mình dự định là mình sẽ đi qua cái cầu ở đây và quay lại cầu, đi vào xuống con đường này và đi ra khu vực này. Bây giờ mình cùng đi nhé. Chỗ này hình như không phải có lau ấy. Có gì á? Phải có lau không nè? Cái kia là có lau nè, mà cái này không phải nè. Ồ, đẹp á, đẹp á. Mình nên đi con đường này hay là đổi sang con đường ở phía trên thì? Thì cứ đi vô đi rồi mình ghé qua đó sao? Tại vì phía bên này nó phải là có lau. Sao đó? Đây nè, vô chỗ này thử nè. Những cái lá cỏ lau nó cũng là vàng. À, nó cũng vàng đẹp quá ha. Chỗ này nha. À. Đẹp lắm. Đứng đó đi. Mấy cây này nó che mình. Chụp ở đây á, có cái cây đỏ đỏ phía sau nữa. Mình nghĩ khu vực này rất là đẹp ấy. Nhờ cái cỏ ở đây thì nó đẹp, ở dưới thì cái màu lá cỏ nó cũng chuyển sang màu vàng luôn, nhìn rất là đẹp. Thích chưa kìa, mình nghĩ là nếu mà quay lên các bạn cũng sẽ thích cái không gian ở đây ấy. Lá thì hơi vàng nè, cỏ lau thì cũng bông nè, mà lá cây cũng vàng đỏ nữa. Khóm này nó đẹp. Vô đây mình đi vòng lại nó đi. Vô đây nè. Mấy hình nhìn xanh xanh vàng vàng đẹp ghê.
chỗ này có một cái chỗ để người ta vô, người ta chụp hình trong này, nghĩ là cũng sẽ rất đẹp. Chỗ này chụp hình cũng đẹp nè. Đấy, khung hình rất đẹp. Nhìn lên video là thấy đẹp rồi mà. Nhìn màu rất đẹp. Này nếu là nếu bạn nào mà đi lên mà chỉ khám phá hai khu kia không mà không qua đây thì hơi tiếc đó. Khu này cỏ lau thì rộng nhá, lá vàng lá đỏ mà nhìn cực kỳ ảo, cái phòng kia là lá vàng luôn đấy. Ồ, mình có thể xuống. Tức là mình có thể chọn xuống dưới hoặc là đi trên cây cầu. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ đi trên cây cầu. Trên cầu đi thì mình ở xem. Dưới. Đi lên cầu là mình có thể nhìn xuống dưới được mà. Cái cầu này khá là dài. Có những cái cây vàng lá đỏ ở bên này và người ta dựng cái cây gỗ nhìn rất là yêu. Bên này quá yêu này. Người ta nói là đi trên này có thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hươu, nhưng mà chắc là ngày xưa thôi ha, chứ giờ người ta nuôi nhốt trong rào hết rồi, người ta rào lại có nhiều lắm các bạn nhìn thấy đó. Đó, tớ phải hiểu sao không mà nó có đốm đốm này. Hiểu sao cái đuôi nó nhỏ nhìn thấy hươu quá. Phía trước là khu cái đầm, cái hồ nó nhỏ. Một cái hồ nhỏ. Ở xung quanh thì cây cối rất là rậm rạp và tự nhiên. Ở cạnh hồ thì có những cây cỏ cũng mọc rất là tự nhiên luôn. Ôi một khu cây cỏ đang vàng úa dần đi. Trong thì trong lòng của cái khu này mình không có vô được, chỉ có những con đường xung quanh thôi. Chứ nữa mình sẽ đi thử cái đường xung quanh bên ngoài một bên. Nhìn ở đây nhìn thấy rất là đẹp nha, khung cảnh này hoàn toàn tự nhiên đó các bạn. Mình sau khi đến đây rồi thì mình rất là tin vào cái lời mà người ta nói là người ta động chạm đến ít nhất có thể vào cái khu vực tự nhiên của cái công viên này. Nhìn ở dưới kìa, rêu xanh kìa. Nhưng mà cái hộ cái tạo được một khu rừng từ cái trở thành một cái công viên ấy mà để giữ nguyên được cái phần nguyên sơ của khu rừng á là một cái công việc mà tốn rất là nhiều công sức và thời gian. Nhưng mà cái hồ cái đầm này như chỉ nó là cái ao tù á, hay là nó có thông với bên ngoài không ta? Nó khá là xa ở phía bên kia nữa kìa. Nhưng mà như nó không có thông ra ngoài. Nhiều dã man là nhiều, nó còn to mà.
dài dẫn mình qua cả đường quốc lộ và đến khu vực này thì được giới thiệu là Phan Park. Ở đây mình có thể nhìn toàn bộ thấy sông Hàn và các cầu sông Hàn này, nhìn cũng đã mất. Nhưng mà nó chỉ là một cái giống như một dải cây cối ven sông thôi. Mình ở đây mình có thể nhìn được cái phần, đúng rồi, cái phần đường bên ven sông này mình sẽ quay cho các bạn xem. Nhưng mà nếu không có gì đặc sắc thì có lẽ là mình sẽ không có xuống đó. Mình thấy cây cối đường nó vẫn còn xanh, nó không có. Mình chắc là mình sẽ quay lại bên kia thôi. Theo kế hoạch của mình ấy là mình sẽ đi đến giữa cái cầu và xuống ở cái con đường như này để đi khám phá khu vực dưới của cái cầu, nhưng mà người ta đã đóng cửa rồi và mình không thể xuống được, thì mình chỉ còn một cách thôi là đi ngược lại cái con đường lúc nãy. Kinh nghiệm của mình ấy là sau khi đi hết con cái cầu này thì mình thấy là chỉ cần đi ra giữa cầu thì các bạn có thể nhìn thấy mấy con hươu sao đồ và cái đầm nước khá là trong, thì mình nghĩ là phần đặc sắc khi mà bạn đi trên cầu rồi. Còn đi tiếp cái phần đầu còn lại thì các bạn, nó sẽ dẫn các bạn lên phía sông Hàn và có một con đường đi cạnh sông Hàn thì mình cảm thấy là bình thường thôi. Nếu như các bạn không có hứng thú về cái phần đó thì các bạn có thể đi dừng ở giữa cầu và quay lại con đường lúc nãy như mình nha. Sau khi mà mình qua từ phía cái cầu ngược lại ấy, thì rẽ sang con đường này để chuẩn bị đến một cái khu vực khác của công viên, thì mình thấy cái con đường này rất là đẹp. Nhìn lá đã. Mình nghĩ là chụp hình sẽ lá đã đổi màu và có hai hàng cây. Đây. Thực ra mình thấy nếu như mà không cần phải lá vàng đỏ hết nhé, vừa vàng vừa xanh này nè, lên màu sắc nó sặc sỡ hơn nhiều, nó có nhiều màu. Đứng như chỗ mấy khung cửa này xem sao em. Hơi cắn người chứ. Chỗ này là mấy cái chỗ người ta ngồi nghỉ mà mới làm rất là đẹp. Đây là cái khu mà người ta nuôi hươu sao, lúc nãy rồi mình đi ở trên mình xuống ấy. Mình đang đi tìm một cái khu vực khác của công viên này, mình nên rẽ hướng nào? Hướng kia chắc là cái cầu mà mình vừa đi qua này, mình sẽ rẽ hướng này nha. Đây là cây hoa anh đào đúng không? Ừ. Những cái chỗ ngồi dưới mà người ta làm cái mái có cái trồng cây lên nhìn đáng yêu quá đi. Đây là cái khu vực cuối cùng mà mình đi ở công viên này. Hai hàng cây bên này là cây hoa anh đào. Lá của nó cũng đang chuyển màu rồi, có màu vàng, có màu đỏ rồi. Nhưng mà mình nghĩ là cái con đường này nếu đi vào mùa xuân là nhất luôn. Cây hoa anh đào vừa to và vừa xung xuê chắc chắn là sẽ rất là đẹp. Mình không nghĩ là ở đây nó có hai có hàng cây hoa anh đào đẹp kìa. Mùa xuân chắc chắn là rất đẹp luôn á. Nhưng mà mùa xuân thì tới đây nên đi subway. Đi xe là không có chỗ để. Rất là đông, hôm nay mình đi tìm chỗ để xe rất là vất vả luôn. Hàng cây là khá là đẹp, mùa xuân chắc rất đẹp. Mình nghĩ là mình sẽ kết thúc chuyến đi ở đây. Về công viên này thì nó rất là rộng, nó cực kỳ rộng. Nếu như mà bạn có thể thì có thể thuê xe đạp để đi hoặc là mang xe đạp đến đây để đi dạo xung quanh công viên. Còn về khuôn viên, về khung cảnh ở đây thì mình nghĩ là
mùa nào cũng đẹp. Nếu như mà các bạn có cả sở thích đi vào mùa đông thì cũng được luôn. Cảnh vật rất là thích. Mình nghĩ không nhất thiết là cần phải là lá vàng hay lá đỏ, mà cảnh vật đi thường ngày mình cũng cảm thấy rất là thoải mái, rất là tự nhiên. Về việc chụp hình thì rất là dễ để có thể có những cái khung hình đẹp. Bạn chỉ cần đi dạo xung quanh công viên, thích cái chỗ nào thì đứng vào chụp hình là sẽ đẹp thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn cho những chuyến đi lần sau. Hãy like và subscribe kênh của mình và comment cho mình biết nếu như bạn muốn mình review bất kỳ một điểm du lịch hay một món ăn nào khác nha. Bye bye.